Rồi quá trình chuẩn bị một cái dây bóng bay sẽ làm tầm độ khoảng 5 mét để đưa vào cái máy, đưa vào máy nổ nhá, để xem nổ nó như nào, xem có thành công không. Rồi, dây bóng bay dần dần được hoàn thiện, mới được 3 mét thôi. Cái dây bóng dài 4 mét, định làm 5 mét, nhưng mà thiếu một chút. Và một chiếc máy, máy để nổ, để làm thành một dây bóng này, để xem có thành công không nhá. Sau đây là quá trình tôi thực hiện chế tạo chiếc máy này. Các bạn mà xem thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh của tôi nhé, và nhấn chuông để thỉnh thoảng có những cái video mới thì các bạn sẽ cập nhật và ủng hộ tôi nhé. Xin rất là cảm ơn các bạn. Thank you.